Ngắn cực kỳ sôi động và rất là chất lượng với cái âm thanh của Pioneer DJ 50X. Đây là một cái dòng cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm luôn các bạn. Đây là một cái dòng con rất là lớn trong những cái dòng loa công suất, loa nghe nhạc, loa kiểm âm, loa máy tính, loa TV, vân vân. Thì đây các bạn đánh trực tiếp cổng AUX chơi điện thoại, máy tính, TV. Và có cổng 6.5 để các bạn có thể gắn với những cái đầu đát, gắn với mixer, những cái thiết bị chuyên nghiệp trong phòng thu. Và con này chạy đa nguồn điện 100V cho tới 220V luôn các bạn nha. Có nghĩa là các bạn gắn nguồn nào cũng được. Chơi đa nguồn điện thì các bạn sẽ chỉ cần việc gắn vào điện và không cần phải sử dụng biến áp, ổn áp. Rất là gọn luôn. Và bản thân nó là một cái loa tích hợp công suất ở bên trong. Không cần phải để một cái amply ở giữa nữa. Ở phía sau chúng ta có thể dễ dàng chỉnh được cái âm lượng cũng như là chỉnh được cái dải treble. Con này chỉnh được dải treble luôn các bạn nha. Rồi, test tiếp phần âm thanh đi trước khi quay lại với cái phần mặt sau cũng như cái phần thông số kỹ thuật. Con này nghe quá hay và ngoại hình quá đẹp, kiểu dáng quá hiện đại các bạn. Màng carbon luôn các bạn nha, màng carbon và dòng đời này rất là cao. Kiểu dáng thiết kế của nó là cực kỳ bắt mắt rồi và cũng khá là lớn nữa. Công suất của mỗi loa là 100W. Đánh riêng cho cái phần bass, đánh phần treble. Hai cái mạch công suất class AB dành riêng cho phần bass, phần treble tách biệt và hai loa cũng tách biệt luôn. Chỉ đang nghe nhạc trên YouTube Christmas Remix. Đây là một cái dòng loa nghe nhạc, loa kiểm âm phòng thu chuyên nghiệp luôn, professional. Sorry các bạn, để mình tắt, mình dịch chuyển nó, mình phải tắt cái nguồn. Mỗi loa đều có cái nguồn điện riêng, công suất riêng. Chúng ta nên tắt đi khi mà dịch chuyển này, những cái chạm nè, chạm AV. Chạm này mình sẽ tặng kèm khi các bạn mua máy để các bạn gắn trực tiếp với lại điện thoại, máy tính, TV, cổng 3.5 thông dụng. Đây các bạn nha, sợi dây này, sợi dây AUX quen thuộc của chúng ta, đầu 3.5, kết nối những thiết bị thông dụng trái phải trắng đỏ, đó, dành cho mỗi loa. Còn đây là kế bên là cổng 6.5, cổng chuyên nghiệp, dành cho những cái đầu đát hoặc là mixer. Thì đây, mình có test một số clip với con Tenbus này, Standbus. Hai cái đầu 6.5 và con này là đầu giải mã máy tính 24 bit, 192 kHz. Tuy nhiên hôm nay mình chưa có sử dụng nó, mình sử dụng trực tiếp đi thẳng vào cái phần cổng 3.5 của máy tính. Rồi mình xin gỡ ra nha. Đó, 6.5 lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Rồi, và tất nhiên nó không thể thiếu cái cổng Canon. Cổng Canon, cổng cực kỳ chuyên nghiệp dành cho những cái đối tượng phòng thu, mít nhạc, vân vân. Còn đây là dây nguồn 3 chân. Dây nguồn 3 chân. Và các bạn có thể thấy được ngoại hình còn rất là đẹp nha. Con này kích thước cũng khá là lớn nữa, hầm hố nặng 6,5 kg một loa. Ở đây chúng ta có cái phần chỉnh âm lượng ở phía trên, âm lượng chính của loa. Ở dưới đây chúng ta chỉnh được high frequency level, có nghĩa là điều chỉnh cái phần treble. Mình chơi nhạc điện tử mình cho nó lên maximum luôn. Chúng ta có thể gạt về giảm lại nếu các bạn cảm thấy chói.
Đây, các bạn thấy cái phần power và ở bên dưới đó là cái phần nguồn điện. Chúng ta có thể chọn 100V hoặc là 220V qua cái nút gạt này. Và nó có cái phần mica để chắn lại, để hạn chế cái việc là chúng ta gạt qua gạt lại tùy tiện thì nó sẽ làm bị cháy. Ở bên đây thì cái phần thông số kỹ thuật các bạn thấy rất là rõ ràng, DJ50X phiên bản màu trắng white. Và ở đây là 100W cho mỗi loa luôn các bạn nha. Đời 2014 bán dài cho tới 2018, các bạn có thể tham khảo chi tiết. Và đây là phiên bản nội địa của Nhật các bạn nha. Đây, GB ra băng nè. Cái thùng gỗ, thành gỗ rất là dày. Và củ loa bên trong rất là lớn. Cái phần siêu trap này, sorry các bạn, cái phần bass này, cái củ từ bên trong là củ từ đôi bọc nhôm, khá là giống những cái phiên bản của Onkyo. Và cái đường kính ở phía sau của củ từ là 12 cm, cực kỳ lớn luôn. Do đó nó tạo ra một cái âm bass thấp từ cái màng carbon tốt, và nó hỗ trợ cái phần giải bass cao do cái củ từ chất lượng đó hỗ trợ cho phần nhạc cụ bass cao tốt. Rồi, và các bạn hãy hình dung chúng ta đặt hai cái loa hai bên bàn TV như vậy. Đấy, cực kỳ sang luôn các bạn nha. Bạn thấy thiết kế kiểu dáng của nó nhìn rất là bắt mắt và còn rất là mới, rất là gọn gàng nữa. Công tắc riêng, chỉnh âm lượng riêng, và chỉ cần đầu dây kết nối đơn giản vào điện thoại, máy tính, TV. Rất là hiếm gặp các bạn, thật sự rất là hiếm luôn. Khi mà các bạn mở nguồn lên, cái đèn ở đây nó sẽ sáng lên các bạn nha. Ở đây nó có một cái dàn đèn để nó hiển thị. Em chờ mình chút nè. Đấy, nó bật cái đèn lên. Buổi tối các bạn sẽ thấy rõ hơn. Con này là cái dòng loa lớn hơn cái phiên bản của... Đấy, giờ mình dịch chuyển. Cái phiên bản lớn hơn so với cái dòng M-Audio và cái dòng Fostech. Nếu mà so về kích thước thì con này là con lớn nhất. Rồi tới tiếp theo là con Fostech trong clip trước. Và tiếp theo nữa là con M-Audio của Mỹ. Và con này công suất cũng lớn hơn 100W mỗi loa các bạn nha. Và ở phía sau có nãy có một cái nút gạt là Auto Standby. Chờ mình giữ cái sợi dây 6.5 đây nha. Tại vì dây 6.5 nó đang bị... Rồi. Auto Standby có nghĩa là khi các bạn cứ gắn nguồn điện như vậy, không cần phải, nhiều khi chúng ta quên tắt, thì khi mà không có cái tín hiệu đầu vào từ điện thoại, máy tính, TV v.v. thì nó sẽ tự tắt trong một thời gian dài mà chúng ta mở không có tín hiệu nhận vào, nó sẽ tự tắt. Đặc biệt là trong cái buổi tối, nó quan trọng trong buổi tối khi các bạn ngồi xa thì các bạn không có tiện lại gần tắt thì nó sẽ tự động tắt các bạn nha. Rồi, chúng ta chơi một bài nhạc trữ tình. Dọc ngang đời lính, ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi. Lâu dần rồi chẳng khó khăn chi, 92 ngày lễ bạn bè vui vẻ. Còn một đêm nay trước phút chia tay, hỏi tâm sự với đây. Mình xin nhắc lại là mình đang chỉnh cái phần high frequency, là cái phần trap lên ở ngưỡng cao nhất.
và chúng ta cảm nhận là cái âm trep hiện tại nó đang rất là cao, rất là nổi bật. Các bạn có thể, nếu mà các bạn thích nghe mềm hơn thì các bạn có thể giảm nó lại các bạn nha. Chúng ta có thể giảm lại ở cái mức cân bằng. Sorry, cái đầu dây. Chúng ta sẽ nghe tiếp cái bài điệp khúc buồn của Ilan. Chú cân gá đưa đầy gọi nhớ chiều ơi buồn chi lạ. Nhớ bước chân anh, anh đã đi rồi em vẫn còn đây, bơ vơ ôm lấy cuộc tình gay. Những chiếc đèn đêm trước sân nhà, chắc anh còn nhớ. Khúc buồn của Ý Lan và cái phần trep thì vẫn còn khá là cao. Bass con này thì miễn bàn các bạn nha. Con này có kích thước chiều cao tầm gần 31 cm, bề ngang khá rộng 20 và chiều sâu 26 cm các bạn. Các bạn có thể dễ dàng tham khảo thông tin, ở trên trang, những cái trang của nước ngoài hoặc là trang chủ của Pioneer. Đây trang chủ của Pioneer nè, rất là đầy đủ thông tin, vân vân. Trang này trang chủ của nó luôn các bạn nha. Và các bạn có thể lên trên YouTube và thấy khá là nhiều những cái người chuyên về test những cái dòng kiểm âm, họ so sánh những cái dòng này với những cái dòng khác của những hãng khác, vân vân. Và ở dưới thì mình có đọc những cái bài đánh giá, thì đây ví dụ nè, đó. Đánh giá thì những cái người nghe họ đánh giá những cái con này khá là cao, tại vì thật sự là cái Pioneer nó khá là nịnh tai, cũng cách thiết kế của nó bán rộng khắp trên toàn thế giới, đặc biệt là cho cái thị trường châu Âu nhiều. Và đa phần thấy những người đánh giá là đây bên châu Âu nè các bạn nha, những cái bản so sánh giữa Pioneer này với Yamaha và những cái dòng Sony vân vân. Đây rồi, khá là nhiều thông tin và có cả những cái bài viết tiếng Việt nữa các bạn. Và mình xin nhắc lại, cái con này thường nó ghi giá là, các bạn hãy để ý là ghi giá là một chiếc nha, là một cái á, một loa thôi. Còn mà hiện tại mình đang để giá là một cặp các bạn nha. Loa kiểm âm thường nó để giá là một cái thôi. Các bạn đừng có nhìn vào và cái quên là đó là giá của một cái loa thôi nha. Còn hiện tại là mình đang để giá, hay là đi nhiệm vụ đang để giá là một cặp các bạn nha. Và mình sẽ tặng kèm cái sợi dây AUX khi các bạn mua máy, mua loa. Và con này thì không cần sử dụng biến áp, ổn áp gì cả, cứ gắn vào là xài luôn á. Rồi các bạn về, các bạn có cái hộp Bluetooth, cái USB Bluetooth các bạn gắn vào là kết nối Bluetooth luôn, rất là tiện. Cho chép lên được.
Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy nhanh tay tậu cho mình con Pioneer cực kỳ chất lượng này và cực hiếm. Đây là lần đầu tiên Hà Nội Điện Nhật Vũ về được cặp loa Pioneer nghe nhạc kiểm âm như vậy, và cái dòng rất là lớn cũng như là ngoại hình rất là đẹp, phiên bản màu trắng nữa, chạy được đa nguồn điện nữa các bạn nha, rất là tuyệt vời. Con này mình xin nhắc lại là nó có được cái cổng thêm, cái cổng kết nối AUX, cái cổng RCA mà nãy mình có nói với các bạn đây, mình sẽ tặng kèm á, thì nó sẽ dễ dàng kết nối với những cái thiết bị thông dụng như là điện thoại, máy tính, TV, USB, Bluetooth, box Bluetooth vân vân, cho những người chơi bình dân. Còn bên cạnh đó là những cái chất kết nối chuyên nghiệp dành cho những người trong phòng thu. Còn chạy được đa nguồn điện nữa nên chúng ta không cần phải thông qua cái biến áp, ổn áp, và dễ dàng chỉnh được cái phần siêu trap ở trên đây. Bên cạnh đó là auto standby, không cần phải tắt nguồn, nó cũng tự tắt luôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình nha các bạn. Và hãy nhanh tay tậu cho mình cái dàn âm thanh này.